Alo. Vâng. Xin chào tất cả anh em và chào tất cả mọi người. Mình là Rồng Đỏ Xanh là cái gì? Vâng. Hiện tại là anh em đang xem live tại server Thái Sơn nha. Bây giờ Lâm biết sự này. Hiện tại là mình đang đi công thành chiến nha. Công thành chiến của server Thái Sơn. Hiện tại là server công thành thì cũng được mấy công thành rồi nha. Nói chung là công thành lần này lần thứ 4, lần thứ 5 gì đó cái gì. Đó, hiện tại là Dubai. Trong server hiện tại đang có 5 bận hộ đang lớn nha cái gì. Đang hốt. Để mình bấm cái bản đồ thành cho anh em xem. Đây, anh em thấy không? Dubai này, bú sục này, xe này, hậu ngộ này, hậu kiệt này, năm băng hậu lớn rồi sẽ vừa cái gì. Anh em có nhu cầu tải game thì anh em vào website nha, ttc.vlbitsu.com, anh em tải game. Còn anh em không biết tải game thì có thể liên hệ fanpage để được hỗ trợ tải game nha cái gì. Vâng, server hiện tại là mới mình chỉ được 4 tháng thôi quý vị. Mới ra nói chung server mới mở cũng được 4 tháng rồi. Còn chạy ngàn ngạc tay online server rất là đông nha cái gì. Có những năm có nhung có năm băng hộ đang hốt và đang nhiệt tại server nha cái gì. Ok. Hiện tại là phiên bản này là công chiến phiên bản đồ xanh như vậy đó anh em thấy không, đồ như thế này là rất là ngon nha, đồ xanh thôi cái gì. Đó. Được má vậy chị, ngon cái gì, thắng tất cả 20 luôn. Vâng, anh em xem video tại kênh của mình để nhắn mình nút like nha, ủng hộ kênh cộng nhắn cho mình nút đăng ký luôn nha cái gì. Mà thằng này giỏi đàn cả, giỏi đàn này nó mặn rùa ghê cái gì, thằng này chơi giờ đang kiếm mà ta. Hiện tại top 1 server là khoảng cấp 132 rồi nha cái gì. Top 10 thì cấp 127. Server cài cấp rất là chậm nha anh em, cài cấp rất là lâu. Đây, hiện tại là băng Dubai đang ở khu vực này đi. Còn khu vực bên này là con xe và hồ ngộ của bên bạn mình cái gì. Mình hiện tại đang ở trong nằm trong vòng băng xe cái gì. Anh em xem video thấy hay thì anh em chia sẻ cho mình nha. Được, đào đào ngon cái gì. Này cái lâm nữa đó, cái lâm. Này mang đồ dữ quá. Hiện tại là anh em mới tham gia vào server sẽ nhận được cấp 89 nha. Và cho anh em một cuốn bí kíp tự chọn. Anh em liền skill là bằng cách anh em đi tranh quá liền skill nó lên rất là nhanh. Hiện tại server đang có event cái gì. Event còn 2 ngày này hết, event 8 tháng 3 cái gì. Anh em ăn event thì lên khoảng được cấp 100 là cái gì. Không thể có không thể thì anh em có thể tạo tấm cấp 89 nhận cấp 89 mà chơi, còn không thì anh em thích thì anh em bỏ tiền ở mua cái ạc thôi. Hiện tại server ạc ở 10x 11x khoảng tầm 300-400k thôi cái gì.
server là miễn phí vừa chơi cho anh em nha, không tôi không thu phí, không thu phí vừa chơi cho anh em, nói chung là chơi miễn phí đó anh em. Một PC anh em chơi được 4 acc, nhưng mình hiện tại mình đang kéo đi 4 acc đi cái gì. À, mình có 4 acc đây, mình có 4 acc đây. Anh em có bo máy thì có thể chơi được 10 acc server, nói chung là giới hạn cho anh em là một đường truyền mạng anh em có thể chơi được 10 acc nha, bo máy anh em chơi được 10 acc. Server tuyệt đấu là chống chống cày tiền và chống kéo xe nha, cái gì này server chơi rất là ổn định. Đây mới là Dubai, đây là bên khu vực này Dubai thôi, cái gì hậu kia chưa thấy hậu kia ta. Đây đây khu vực này là bằng xe, cái gì xe và hồ ngựa nó đứng ở đây. Qua 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 cái bên này coi di chuyển qua đây. Anh em đây là acc của anh Tú đang chơi cho mình. Xin chào tất cả các vị và chào tất cả anh em nha. Anh em vào làm biết sự có vào để xem thì mình xin chào anh em luôn nha. Anh em nhắn mình nút like ủng hộ mình nha. Đây là anh bầm lên táo lượng là acc của anh Tú đang chơi đó, cái gì? Anh này ghê lắm, anh này nói chung là thứ dữ server kia. Hầu ngủ đứng này rồi. Nào ngon ghê ta. Đó, này là xe của băng chủ hầu ngủ gì. Á đủ má nó. Trận đấu là bắt đầu rồi hả ta?